À. đang lấy ở không có mình mới gọi luôn. Thế bạn gửi đâu nhiêu? Bây giờ các em tạo một cái project mới đặt tên là mảng ngẫu nhiên đi. Mảng ngẫu nhiên. Cái con gà nhìn nản luôn đấy. Ở thằng này chắc là đồng nghiệp rồi. Nhìn sợ ngay. Lần trước ông chủ uy tín lắm, sáng nào ở vào tay ông ấy. Đấy. Cái bước tiếp này chúng ta yêu cầu là tạo bộ giá trị ngẫu nhiên này. Đây. Ví dụ này, nhập n bằng 5 này thì có được mảng A bằng các phần tử là đủ 5 phần tử là 1 này, 3 này, 2 này, 5 này, 4. Ví dụ này, người ta giả nhập n bằng 6 chẳng hạn thì 4 thì các em tạo ra một mảng là A có 4 phần tử. 4 này, 2 này, 3 này, 1. Vân vân. Như vậy các em thấy quy luật gì nhỉ? Thì người ta nhập vào 5 phần tử thì phải xin ra một cái mảng có đúng 5 phần tử. Giá trị của nó chạy đều, các em nhìn này, giá trị chạy đều là n, giá trị là chạy đều từ 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5. Nhưng mà cái thứ tự trong mảng thì lại lung tung. Nó đủ hết 5 giá trị chạy đều từ 1 cho tới n. Giá phần tử giá trị nó lung tung. Đấy. Tương tự người ta nhập bằng 3. Ở trên này bằng 4 nhập. Nhập bằng 4 thì chỗ này chúng ta sẽ phải có được 4 phần tử là giá trị giải từ 1 đến 4. Nhưng mà thứ tự trong mảng nó lung tung, dụ như đầu tiên A1 này bằng 4 này, A2 bằng 2 vân vân. Các em hiểu yêu cầu này chưa? Đấy. Và đầu vào của mình chỉ có một số n thôi. Sau đó các em xin được cái mảng tương ứng ở đấy. Để làm điều này chúng ta cần tới cái ngẫu nhiên là random. Đấy, cái này là tạo giá trị ngẫu nhiên. Các em copy với cái màu ở bên trên này sai được nhé. Copy paste. Các em hiểu yêu cầu này chưa nhỉ? Dù người ta yêu cầu tạo một bộ số có 10 giá trị chẳng hạn. Ở trước trên thi viện có người hỏi về cái này đấy. Đó, tạo một bộ số có cái trường hợp bài toán yêu cầu ấy. Bộ số dụ có 10n bằng 10 thì tạo một cái mảng ngẫu nhiên sao cho A đủ 10 phần tử. Dụ A1 này, A này, A này, 5 này, 4 này, 9 này, 8 này, 7 này, 10. Và các em ý này, không phần tử nào bị nạp lại nhá, hoàn toàn đồng đặt nhau hết. Nhưng mà ghép vào nhau đủ tất cả từ 1 đến n. Đấy. Giờ các em khai báo này, nhập số n này. Cả nó thì nhìn này. Nhập n bằng chỗ này làm nhanh, thì sau các em ghép cái nhập xuống nguyên vào sau nhé, đợi làm nhanh thôi. N bằng y này chấm 3 cos theta chấm theta. Ví dụ này nhập n vào xong này, bây giờ chúng ta khai báo một cái mảng A. Đấy, bằng new n. Đấy, chứa đúng, đây là bảng new giá trị. Đấy. Sau đó khai báo một cái mảng khác là kiểu bool. Bool này, mảng B này bằng new. New in hay new bool các em? New bool đúng không? Đây, cũng n phần tử. Mục đích của mảng B đây là mảng đánh dấu này. Đó. Tức là sau mỗi khi mình lấy được giá trị cho mảng A thì phải cần đánh dấu lên mảng B để biết được phần tử nào lấy rồi, phần tử nào chưa lấy. Sau đó là khởi tạo giá trị này cho B này. Dụ đánh dấu trạng thái là dụ là chu này đã dùng này, phải đã sử dụng này. Còn là phô này chưa sử dụng. Đấy. Và như vậy ta sẽ khởi tạo bằng B là bằng chu hay phô các em. Đầu tiên chưa dùng phần tử nào ấy thì sẽ khởi tạo chu hay phô. Phô. Phô đúng không? Chỗ này sẽ là B chấm nè.
Và tất cả các phần tử các em đều bán là B, I này. Đầu tiên chưa dùng hết, bán bằng phô. Đấy, chứ là chưa dùng phần tử nào trong B. Thì các em xem video ở cuối nhé. Đoạn này cũng dễ thôi mà. Đoạn là khi mà chúng ta đánh dấu xong này, tiếp theo giờ lấy giá trị cho A mà cần đến ở giá trị này. Do vậy các em cần một vòng nạp Y nhỏ hơn N cũng được, mà nhỏ hơn A cũng được, A chấm nẹ được, chẳng sao cả, như nhau hết thôi. Mỗi lần nạp chúng ta cần lấy một giá trị cho bằng A, nhưng mà giá trị này phải là ngẫu nhiên trong đoạn từ 1 cho tới N. À, các em cho từ 1 tới N đi, giá trị luôn là dễ. Thì cảm giác N là nạp thì dễ hiểu hơn, vì không dùng chỉ số mà. Đây. Với từ lần nạp chúng ta lấy một giá trị cho vào A này. Do vậy dùng cái ngẫu nhiên như sau này. Ngẫu nhiên chúng ta dùng random, các em gõ random ra và tên là dan chẳng hạn. Bằng new random. Đấy. Để lấy giá trị ngẫu nhiên chúng ta sẽ có là dan này. Chấm next. Đấy. Ví dụ các em lấy random next lưu biến, đây là phổ biến in nhá. Thì sẽ có một giá trị ngẫu nhiên. Còn bây giờ chúng ta muốn lấy giá trị ngẫu nhiên nhưng mà ngẫu nhiên trong một cái giới hạn. Ví dụ các em muốn lấy giá trị ngẫu nhiên trong đoạn từ 1 cho tới 10 thì sẽ gõ là 1 này phẩy 11. Tức là đây có hai tham số đầu vào, hai đầu số cần truyền. Cái đầu tiên là cái min, tức là giới hạn nhỏ nhất. Còn cái thứ hai là cái max ra lớn nhất. Khi mà ngẫu nhiên nó sẽ lấy là giá trị ngẫu nhiên trong khoảng từ 1 tới 10. Cái 11 này nó không lấy, nó để lại. Tổng quát sẽ là từ min đến max này, các em nhìn nhé, từ min này đến max. Đấy. Và giá trị của nó sẽ chạy từ min cho tới max trừ 1 để đến max. Chỉ khi nào mà max với min bằng nhau thì bắt buộc phải lấy cái max thôi, vì hai giá trị nó trùng đầu ấy. Còn bình thường sẽ lấy từ min cho đến max trừ 1. Do vậy để lấy giá trị ngẫu nhiên từ 1 cho tới n chúng ta cần chuyển vào cái gì các em nhỉ? 1 cộng 1. Từ 1 cho tới n hay n cộng 1? Đúng rồi, n cộng 1 thì bỏ lại giá trị cộng 1. Ở đây chúng ta khai báo một cái random bên ngoài này, như một cái biến này, và dùng vòng nạp để kiểm tra do while này. Đấy. Cái chỗ này đầu tiên biến các em gắn bằng 0 thì quan trọng để lấy biến toàn cục thôi mà. Quan trọng bên trong, mỗi lần do while các em sẽ khai báo một cái biến này, giá trị bằng ran.next từ 1 cho tới n cộng 1. Và điều kiện để qua được vòng nạp này đó là giá trị này chưa được sử dụng. Tức là chưa sử dụng có nghĩa là B ở vị trí bao nhiêu các em? Đây dụ giá trị random đây là bằng 5 chẳng hạn, à bằng 4 này. B thì B ở vị trí 4 sẽ phải bằng true hay false để qua được. Đây là sử dụng thì là bằng false, à chưa sử dụng này. Sử dụng đã sử dụng bằng true này. Còn chưa sử dụng bằng false. Mình muốn kiểm tra xem B này chưa được sử dụng mới qua được. Hay là qua sử dụng mới qua được các em nhỉ? Không nạp đi. Cái B để đánh dấu xem sử dụng hay chưa. Vậy để qua cái vòng nạp này mình lấy cái biến là phải động nớt đúng không? Đã. Vậy thì cái này phải chưa sử dụng. Có nghĩa là B4 bằng phô. Tổng quát đây không phải bằng 4 nữa. Đó nghĩa chúng ta phải thay thế cái số 4 là số cụ thể bằng giá trị tổng quát sẽ là cái biến cho giá trị ngẫu nhiên của mình nhé. Chứ là B thì thứ biến này bằng phô, có nghĩa là giá trị ở tại vị trí này chưa sử dụng. Thì lúc này chúng ta với cho qua vòng nạp. Nhưng vì chỉ số chúng ta chạy từ 0 đến 1 ngay. Chỉ số ấy chạy từ 0 đến 1. Chỉ số của mảng ấy, không phải chỉ số trong vòng nạp này. Chạy từ 0, do vậy chúng ta để lệch giá trị phải trừ đi 1. Nhưng người ta ra bằng 10 thì chỉ cho 9 là cao nhất đúng không? Phải trừ đi 1. B của mình như này, và thì B nó chạy từ B0 này cho tới N trừ 1 thôi, chứ không phải là B từ 1 đến N. B0 này, 1 này, 2, vân vân, tức là chỉ số của nó ấy. Do vậy chỗ này phải trừ đi 1, nếu không nó sẽ vượt qua chỉ số của mảng. Các em hiểu vào này chưa? Khi mà qua được cái vòng nạp do while này, đảm bảo cái giá trị biến này là chưa được sử dụng. Lúc đó chúng ta sẽ gắn lại giá trị như sau này.
gắn vào giá trị cho A, tức là A ở vị trí thứ y, nhưng vị trí số chạy từ 0 nên phải y trừ 1, gắn bằng biến đấy. Sau đó đánh dấu cái mảng cái biến đã sử dụng bằng cách là B ở vị trí biến được gắn bằng chu info, ok, đã sử dụng ấy, đúng rồi, gắn chu. Như thế này đảm bảo là những công mỗi một cái mảng A của mình lưu các giá trị từ 1 đến n mà nó chỉ là duy nhất. Cái chỗ này có một câu lệnh có cần phải bị nghe không nhỉ? Không cần đâu, xóa đi. Đây này, chỉ có một câu lệnh cần viết thẳng, không cần bị nghe. Đấy. Sau đó các em thử hiển thị ra mảng xem. Mảng ngẫu nhiên này. Xong chưa? Ở chỗ này ta bị nhầm một chút, chỗ này phải bằng chu, phải bằng phô. Bởi vì là cái biến này chưa dùng nữa, phải thì phải bằng chu, tức là khi nào mà lặp lại, khi nó đã dùng rồi. Tức là cái chỗ điều kiện nào phải đây là biến nó mỗi lần mình lấy, ta là phải lấy cái biến nào cho nó chưa được dùng nữa. Tức là khi nó đã được dùng rồi phải lấy được biến khác. Các em hiểu chưa? Cho nên chỗ này phải đọc bằng chu. Đã. Chu phải nạp vào. Tức là biến dụ bằng 4 là đã dùng rồi, bằng chu thì các em phải lấy một biến khác để đăng đun tiếp, để khi nào nó bằng phô thì thôi. Chắc. Tức là đã sử dụng bằng phô, trong trường hợp này mình kiểm tra xem là nếu biến này đã sử dụng rồi bằng chu, tức nghĩa là nó trùng ấy, nó trùng rồi thì phải lấy biến khác để đăng đun tiếp, để lấy khi nào bằng phô thôi. Qua điều kiện này mình được mất phòng lặp này. Chắc. Qua điều kiện là thực hiện tiếp theo hay không? Tiếp theo ạ. Làm lại ạ. B ở vị trí này, B bị biến trừ 1, phải không? B biến trừ 1, trừ hết 1 này. Chỗ này giống nhau đây này. Bởi vì giá trị của mình chạy từ 0 cho tới n, à không là trừ 1. Chỗ này các em sửa biến trừ 1 đúng. Y trừ 1. Các em sửa thế nào chưa? Chỗ này bằng chu nhá. Quên ra tự nhiên suy nghĩ, loạn ra này. Đây. Nhập 4 4 có 1 á. Xem nào. Random là sân đây này, 1 n 1. Anh thử xem được nhá. Mà, ngẫu nhiên. X bằng r. 1 ra 4, trên này phải đều này. Em sửa cái chỗ này xem đúng chưa? Chỗ trừ 1 thì chỉ số này. Đây này, được rồi đấy. Dụng được bằng 10, trừ 4, 3 này, 5, 9 này, 8 hay 1. Các em nhìn có giá trị bị nào không? Đủ hết từ 1 đến 10 là được, đây này. Chỗ anh nhập chỗ khác nhá. Để bằng 5 rồi dễ kiểm tra này. Đấy, 5 là 1, 2, 3, 4, 5 đủ hết rồi. Các em kiểm tra cái đoạn này này. Vừa xong nhầm, anh nhập cái chỗ đó là trừ 1. Các em kiểm tra kỹ xem chỗ nào bị nhập trừ 1 không? Được. Cái bài này chỉ là ví dụ về ngẫu nhiên thôi, sao vậy các em về nhà lần sau quan trọng nhất là nhớ cái ngẫu nhiên này. Ran này, xong là chấm đấy, từ giá trị min đến max có bao nhiêu là được, để có gì để dùng ngẫu nhiên ấy. Ngẫu nhiên sao dùng hai phép đấy, và có những lúc bắt buộc phải dùng ngẫu nhiên mới được ấy. Sao em không ra anh kiểm tra kỹ xem.